Hey, xin chào cả nhà. Đây là mấy bé bít đồ đang có chạy cho cưng Lulu Tiền Giang nè. Đồ mà nâu đỏ đậm luôn, Satini nha. Đây đây, cho ra ngoài sân chơi nè, sáng sớm nè, cho tắm nắng, vận động. Ra ngoài rất là quậy phá luôn, đi tung tăng tìm hiểu khám phá thế giới luôn. Đấy, đây là mấy bé mà lớn tháng hơn. Đấy, lông xù ú ì luôn, rất là năng động dễ thương ha. Chạy đó gần Lulu thường xuyên có cún mới nha. Các bạn có thể liên hệ số điện thoại 0974168738 hoặc là đăng ký kênh YouTube này để mà xem các video mà các bé cún mới thường xuyên có ở trại. Đấy, và trại cũng chuyên chó Lulu, chó Chihuahua luôn. Chó bút đồ. Các bạn hãy liên hệ số điện thoại 0974168738 có Zalo luôn. Gọi kết bạn ha, gọi miễn phí, gọi video thấy hình ảnh các bé cún luôn. Và có trên trang Facebook là chuyên cún chạy chó cưng Lulu, rồi kênh YouTube là chuyên cún cưng Lulu Tiền Giang. Đấy, các bạn cũng thể theo dõi trên trang website là chạy chó cưng Lulu.com. Đây, các bé bút đồ này rất là năng động nè. Tất cả các bé đều được tiêm ngừa một mũi và tẩy giun đầy đủ trước khi về nhà mới. Có giao chó toàn khu vực miền Tây luôn, giao tận nhà Thành phố Hồ Chí Minh và lân Làm cận, gì miễn phí giao tận nhà nha các bạn. cắn cù Ở nó tỉnh xa thì mình có thể gửi theo nhà xe, quánh bạn có thể đặt trời cọc trước các bé nào hay bạn yêu thích. Rồi, cảm ơn các bạn và nhớ đăng ký kênh YouTube của trại nhé.